Ok, hello, xin chào các bác, chào các anh em. Hôm nay em giới thiệu với các bác anh em đầu CD Pioneer PDTS04. Thì đầu tiên em giới thiệu với các bác về diện mạo của em nó bề ngoài. Đây là mặt trước. Mặt nhôm phay. Đẹp. Không tì vết, không vết chảy cấn xước, hoàn hảo cho một em Pioneer PDT04. Các phím chức năng hoạt động hoàn hảo, power, standby, display time, repeat. Đây là khay CD, các phím chức năng play, open, mở. Ok, đóng đĩa. Ok. Đặc biệt em này sử dụng công nghệ là chuyển đổi kỹ thuật số Legato, một trong những gọi là công nghệ là cho chất âm rất hay của Pioneer. Ok, sau đây đây là mình sẽ đi về lắp lưng. Lắp lưng là sơn nguyên zin, không vết chảy xước, còn rất mới. Ok, đây là cạnh bên sơn nguyên zin, không vết chảy xước, và mặt bên này cũng thế, sơn nguyên zin, không vết chảy xước. Phải nói đây là một đầu CD Pioneer của hãng Pioneer, còn rất mới, rất đẹp. Sau đây chúng ta sẽ đi qua mặt sau của em nó. Đây là mặt sau. Các thông số kỹ thuật. Các thông số kỹ thuật của model PDT04. Điện 100V, công suất là 11W. Sản xuất tại Nhật Bản. Số series là 4263. Mặt sau cũng còn là rất mới, không vết chảy xước, không nám ố. Ok, sau đây mặt mũi rất là gấu. Thì ở trong đây là ruột gan của em nó. Mời các bác chiêm ngưỡng. Bo mạch còn quá mới. Quá đẹp. Tuyệt vời. Đây là cái con chip giải mã. Thơm phức. Mùi mạch mới. Các con ốc còn vàng chóe. Mời các bác, các anh em test chất âm của em nó. Ok, sau đây chúng ta sẽ test âm của em nó, chất âm.
đầu CD này sử dụng công nghệ là chuyển đổi kỹ thuật số Legato, giống như là các đầu giải mã của hãng Pioneer. Cho chất âm rất hay, tách bạch. Kiểm tra chức năng tua, máy vẫn đọc, vẫn nhận, bám rất nhanh. Đó, các bác thấy. Ok, bây giờ em dừng, chuyển sang bài khác. Rất nhanh, mắt đọc rất nhanh. Đặc biệt là em này còn có cổng quang đằng sau, xuất ra cổng quang. Muốn sử dụng cổng quang chúng ta ấn vào đây. Hiện nay em đang xuất ra theo đường analog. Ok, các bác có quan tâm đến nó xin liên hệ với em, số điện thoại là 0983478408. Sau đây em báo giá combo trên Pioneer, đầu CD Pioneer PDT04 giá là 2.8 triệu. Nếu các bác lấy combo dưới là em Amly SA809 giá là 4.8 triệu. Nếu các bạn lấy combo thì là em sẽ để với giá tổng cộng là 7 triệu cho cả hai em. Còn rất đẹp.